Xin chào các em, cô tên là Vương Thị Hiền, giáo viên trường Trung học cơ sở Cam Long, thành phố Móng Cái. Hôm nay cô sẽ giúp các em học bài 16 sự suy sụp của nhà Trần ở thế kỷ 14. Như chúng ta đã biết, sau các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên, tình hình kinh tế xã hội thời Trần đạt nhiều thành tựu rực rỡ, đóng góp cho sự phát triển đất nước. Nhưng đến cuối thế kỷ 14, nhà Trần sa sút nghiêm trọng, tạo tiền đề cho một triều đại mới lên thay thế. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến sự suy sụp đó và dẫn đến hậu quả gì? Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Bài này chúng ta sẽ học trong hai tiết. Tiết 1, chúng ta sẽ học phần 1 tình hình kinh tế xã hội. Tiết 2, chúng ta tìm hiểu về nhà Hồ và cải cách của Hồ Quý Ly. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau mở sách vở ra để ghi bài. Bài 16, sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỷ 14. Một lớn, tình hình kinh tế xã hội. Một nhỏ, tình hình kinh tế. Như chúng ta đã biết, đầu thế kỷ 14, nền kinh tế phát triển trở lại, xã hội tương đối ổn định. Để bù đắp lại trong chiến tranh phải chịu nhiều khó khăn, các vương hầu quý tộc đã tìm mọi cách tăng gia tài sản của mình. Vì vậy, vua quan ăn chơi xa xỉ, không quan tâm tới sản xuất nông nghiệp, không chăm lo tu sửa, bảo vệ đê điều, các công trình thủy lợi và chăm lo đời sống nhân dân. Các em hãy quan sát. Vào biểu đồ ở trên, bài nêu nhận xét về của cải ruộng đất của quan lại, quý tộc địa chủ và nông dân nhà Trần nửa sau thế kỷ 14. Các em để ý cái đường biểu diễn của cải và ruộng đất của quan lại nhà Trần và đường biểu diễn của cải và ruộng đất của nông dân nhà Trần. Chúng ta xem là của cải ruộng đất của ai nhiều hơn. Thì quan sát vào trong cái biểu đồ này, chúng ta sẽ nhận thấy đó là quan lại quý tộc địa chủ có nhiều dinh thự, của cải và ruộng đất, còn nông dân thì không có, là có rất ít tài sản ruộng đất. Vậy thì tại sao? Tại sao các quan lại quý tộc địa chủ lại có của cải và ruộng đất nhiều như vậy? Thế thì chúng ta biết là đó là do các cái vương hầu quý tộc, rồi là nhà chùa cũng như là địa chủ nắm trong tay rất nhiều ruộng đất. Đấy. Và do họ bóc lột chiếm đoạt ruộng đất của cải của nông dân, của nô tỳ và cướp ruộng đất của công làng xã. Chính vì vậy mà ruộng đất của họ ngày càng nhiều lên, còn ruộng đất của nông dân thì ngày càng bị thu hẹp, đời sống thì ngày càng bấp bênh, cực khổ. Trong khi đó thì triều đình vẫn bắt dân nghèo mỗi năm phải nộp 3 quan tiền phế đinh. Đây là một cái thứ thuế rất là vô lý. Kem tiếp tục quan sát cho cô giáo. Kem quan sát những câu thơ sau và cho biết những câu thơ này đã miêu tả điều gì. Đồng lúa ngàn dặm đảo như cháy, đồng quê than vãn trông vào đâu, lưới chài quan lại còn vơ vét, máu thịt nhân dân cạn đường rồi. Chúng ta hiểu những câu thơ này là miêu tả điều gì. Có thể nhìn thấy là ở đây triều đình không chăm lo đến nông nghiệp, đê điều, thủy lợi dẫn đến mất mùa, lũ lụt hạn hán liên tục xảy ra, quan lại, quý tộc, địa chủ ra sức vơ vét bóc lột, cướp đoạt ruộng đất, tô thuế, khiến cho đời sống nhân dân vô cùng là cực khổ. Vậy thì qua cái phần mà chúng ta tìm hiểu, thì chúng ta có thể nhận thấy tình hình kinh tế nước ta ở nửa cuối thế kỷ 14 như thế nào và tại sao lại có tình trạng như vậy. Thì chúng ta có thể ghi vào trong vở cái nội dung kiến thức thứ nhất, đó là nửa sau thế kỷ 14, nhà nước không quan tâm đến sản xuất nông nghiệp, không chăm lo chăm sóc, tu sửa bảo vệ đê điều công trình thủy lợi, dẫn đến mất mùa, đói kém, làm cho đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Nền kinh tế suy sụp đã làm cho tình hình xã hội trở nên như thế nào? Chúng ta chuyển sang phần 2 nhỏ. Tình hình xã hội. Chúng ta chú ý vào trong mục 2 nhỏ của sách giáo khoa trang 74-75. Các em hãy cho biết là trước tình hình đời sống của người dân như vậy thì vua quan nhà Trần đã làm gì?
chúng ta thấy là mặc cho đời sống của nhân dân sa sút nghiêm trọng, nhưng mà vua quan quý tộc vẫn lao vào cuộc sống ăn chơi xa lạ. Như vậy, cái nét nổi bật đầu tiên của tình hình xã hội lúc bấy giờ đó là vua quan ăn chơi xa lạ. Em hãy đọc một cái đoạn cái điểm chữ nhỏ ở trong sách giáo khoa mà Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục có ghi lại. Đó là vua buông tuồng ăn chơi vô độ, nghiện rượu, mê đàn hát, xa xỉ làm cung điện nguy nga, lãng phí tiền của, hoang dâm chơi bời, món gì dụng tông cũng mắc, cơ nghiệp nhà Trần sao khỏi suy đoạn. Quan lại vương hầu quý tộc nhân đó thả sức ăn chơi xa hoa, bắt dân, rồi bắt quân phải vây, xây những cái dinh thự, chùa chiền liên miên. Vậy thì lợi dụng cái tình hình đó, trong triều có rất nhiều những kẻ tham, những kẻ định thần, họ đã làm gì? Đó là họ đã làm rối loạn kỷ cương phép nước, triều chính bị lũng loạn. Như vậy, cái ý thứ hai mà chúng ta cần phải nắm được của tình hình xã hội đó là nhiều kẻ tham lam, định thần làm rối loạn kỷ cương phép nước, triều chính bị lũng loạn. Không chấp nhận được ví cảnh đó thì quan Tư Nghiệp ở Quốc Tử Giám là Chu Văn An đã dâm sớ lên vua đòi chém 7 tên định thần, nhưng mà vua không nghe, ông đã bỏ làm quan về quê. Giới thiệu với các em, đây là thầy Chu Văn An. Ông sinh năm 1292, mất năm 1370. Và để biết rõ hơn về Chu Văn An thì cô giáo xin giới thiệu một chút. Tên thật của ông là Chu An, hiệu là Tiểu Ẩn, tên chữ là Linh Triệt, là một nhà giáo, thầy thuốc. Sau khi mất thì ông đã được vua Trần truy phong tước Văn Trinh Công, nên đời sau quen gọi là Chu Văn An hay Chu Văn Trinh. Ông được Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đánh giá là ông tổ của các nhà nho nước Việt. Ông được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới. Ông được coi là người thầy của mọi thời đại, nhà giáo lỗi lạc của Việt Nam, đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp dạy học với triết lý giáo dục nhân văn, không phân biệt giàu nghèo, học đi đôi với thực hành, học suốt đời để biết, để làm việc và cống hiến cho xã hội. Tư tưởng đó của ông không những có ảnh hưởng tới nhiều thế hệ người Việt Nam mà còn góp phần phát triển các giá trị nhân văn trong khu vực. Và quan điểm giáo dục của ông có những giá trị tiến bộ vượt thời gian, vượt thời đại, gần gũi với mục đích giáo dục của thế giới ngày nay. Việc làm của thầy Chu Văn An mà dâng sớ lên vua đòi chém 7 tên định thần chứng tỏ là thầy Chu Văn An là một người như thế nào? Chứng tỏ ông là một vị thanh liêm, không vụ lợi, biết đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Vậy thì nhà Trần càng sụp sục hơn. Từ sau khi Trần Dụ Tông chết và Dương Nhật Lễ lên nắm quyền, giới thiệu các em đây là hình ảnh của Dương Nhật Lễ. Vậy thì Dương Nhật Lễ là ai? Y đã làm những gì mà khiến triều đại nhà Trần càng sụp sục hơn? Chúng ta hãy chú ý vào trong phần in chữ nhỏ của sách giáo khoa trang 75 thì chúng ta sẽ thấy là Trần Dụ Tông không có con trai, cho nên Nhật Lễ là con nuôi của một đại vương nhà Trần được Hoàng Thái Hậu đưa lên ngôi. Nhật Lễ vốn là con một kép hát họ Dương, nên khi làm vua đã dốc tâm xóa bỏ họ Trần thay bằng họ Dương, bằng cách là tìm giết các quý tộc cấp trên của nhà Trần. Một số quý tộc Trần đã mưu giết Nhật Lễ nhưng không thành, nên 18 quan lại quý tộc, kể cả tướng quốc nhà Trần, đã bị Nhật Lễ sát hại. Hàng ngày Nhật Lễ chỉ vui chơi, hoan dâm và rượu chè. Trước tình hình trong nước rối loạn như vậy thì Trăm Pa đã nhòm ngó xâm lược nước ta. Nhà Minh của nước Trung Quốc đã đưa ra những yêu sách ngang ngược và nhà Trần đã không có cách nào để đối phó lại.
Trong điều kiện đó thì người nông dân vốn đã chịu nhiều khổ cực, nay lại chịu nhiều cực khổ hơn. Như vậy chúng ta có thể nắm hai cái nội dung tiếp theo về tình hình xã hội. Đó là Champa nhòm ngó xâm lược, nhà Minh đưa những yêu sách ngang ngược. Đời sống nhân dân khổ cực, mâu thuẫn ngày càng sâu sắc với giai cấp thống trị và dẫn tới cuộc khởi nghĩa. Bị áp bức bóc lột tàn tệ, nông dân nô tỳ đã có phản ứng như thế nào? Bị áp bức bóc lột tàn tệ, nông dân nô tỳ mâu thuẫn ngày càng sâu sắc với giai cấp thống trị và họ đã vùng dậy để đấu tranh mạnh mẽ. Chúng ta có thể ghi vào trong vở các cái cuộc khởi nghĩa tiêu biểu như sau. Các bạn hãy lập bảng thống kê, chúng ta điền vào ô thích hợp về các cái sự kiện của cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của thế kỷ 14. Em sẽ kẻ cái bảng này vào trong vở theo cái mẫu mà cô giáo đã chiếu ở trên màn hình. Giới thiệu với các em, đây là lược đồ khởi nghĩa nông dân nửa cuối thế kỷ 14. Chúng ta quan sát vào lược đồ thì chúng ta thấy là trên lược đồ có những ngọn lửa. Đây chính là địa phương mà có khởi nghĩa nông dân và hoạt động của nghĩa quân nông dân. Chúng ta xem là nửa cuối thế kỷ 14 thì đã có những cuộc khởi nghĩa nào. Chúng ta có thể quan sát vào trong sách giáo khoa để chúng kể tên các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên mà chúng ta cần phải biết đến đó là khởi nghĩa của Ngô Bệ, diễn ra vào năm 1344, kéo dài đến 1360. Cuộc khởi nghĩa này đã nêu cao một khẩu hiệu, đó là Trần cứu dân nghèo. Khẩu hiệu này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là nông dân ta đã ý thức được cuộc sống của mình và không được ai cứu giúp, nên họ đã tự đứng lên để giành quyền lợi cho mình. Và cuộc khởi nghĩa thứ hai mà chúng ta phải kể đến đó là cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Thanh Nguyễn Kỵ, diễn ra vào năm 1379, và cuộc khởi nghĩa này diễn ra tại Thanh Hóa. Chúng ta biết là Nguyễn Thanh đã tụ tập nông dân khởi nghĩa tự xưng là Linh Đức Vương, hoạt động ở vùng sông Chu ở Thanh Hóa, còn Nguyễn Kỵ thì cũng xưng vương và hoạt động ở Đông Cấm. Cùng năm 1379 thì Nguyễn Mổ đã nổi dậy ở Bắc Giang. Đó là cuộc khởi nghĩa thứ hai. Còn cuộc khởi nghĩa thứ ba, cuộc khởi nghĩa thứ ba là cuộc khởi nghĩa của Phạm Sơ Ôn. Cuộc khởi nghĩa này diễn ra ở Quốc Oai, Sơn Tây, Hà Nội. Đầu năm 1390 thì nhà sư Phạm Sơ Ôn đã hô hào nông dân nổi dậy ở Quốc Oai và nghĩa quân hoạt động ở vùng Sơn Tây. Lực lượng hùng hậu đã kéo quân về đánh chiếm kinh thành Thăng Long trong 3 ngày. Vua Trần phải bỏ thành chạy lên Bắc Giang, và sau đó thì cuộc khởi nghĩa đã bị triều đình đàn áp. Cuộc khởi nghĩa thứ tư đó là cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Nhữ Cái. Cuộc khởi nghĩa nổ ra ở Sơn Tây vào năm 1399 và kéo dài đến năm 1400. Chúng ta biết là Nguyễn Nhữ nổi dậy khởi nghĩa hoạt động ở vùng Sơn Tây Vĩnh Phúc ở Tuyên Quang, và cuộc khởi nghĩa cuối cùng cũng bị thất bại. Vậy thì chúng ta biết là tất cả các cuộc khởi nghĩa nổ ra một cách liên tiếp vào cuối triều đại nhà Trần. Vậy thì cái việc mà nổ ra liên tiếp như vậy nó báo hiệu điều gì? Nó báo hiệu một cái sự sụp đổ hoàn toàn cùng với cái sự phản ứng mãnh liệt của nhân dân đối với nhà Trần. Vậy thì kết quả của các cuộc khởi nghĩa này như chúng ta đều biết là đều bị thất bại và bị quân đội của nhà Trần bị đàn áp một cách rất là dã man. Vậy theo chúng ta, tại sao các cuộc khởi nghĩa lại bị thất bại? Chúng ta thấy là các cuộc khởi nghĩa này nổ ra là thiếu tổ chức, nổ ra một cách lẻ tẻ, không có sự ủng hộ của tất cả nông dân ở các nơi, cho nên là đã bị thất bại. Phần này chúng ta có thể thống kê vào trong bảng như sau, đó là bốn cuộc khởi nghĩa
Và theo thứ tự thời gian đó là cuộc khởi nghĩa của Ngô Bệ, cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Thanh, Nguyễn Kỵ, khởi nghĩa Phạm Sư Ôn và Nguyễn Hữu Cái. Như vậy, bài học của ngày hôm nay mà chúng ta cần phải nắm được đó là chúng ta trình bày tóm tắt tình hình kinh tế xã hội nước ta nửa sau thế kỷ 14. Chúng ta nhận xét về nhà Trần nửa cuối thế kỷ 14, kể được tên, địa bàn, thời gian của các cuộc khởi nghĩa của nông dân và nô tỳ nửa cuối thế kỷ 14. Và bài học đến đây đã kết thúc. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các em ở